Nó bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng im đìm đẳng đến êm ái tắt đi. Tắt bằng cách yểm ước. Bị làm cho điêu tàn, bị làm cho hoàn toàn tiêu diệt, bị làm cho khô khan, bị làm cho khô khan hoàn toàn, bị làm cho rốt cuộc ra khỏi đời, bị làm cho rốt cuộc đặng lìa khỏi trong đời ấy. Do nhân đó mới gọi là yểm ức mất đặng tham ác và yêu trong đời dứt niệm pháp xiển minh dứt phân theo kinh b niệm xứ phân tích phân theo diệu pháp tứ niệm xứ là phích khú trong tông giáo này vẫn thường quán thấy thân trong thân là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp phích khú vẫn thường quán thấy thân trong thân ra sao phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt giáo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ. Tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy thân trong thân trong khi nào, thời sự nhớ đặng, sự thường nhớ, sự trực nhớ, niệm, thái độ nhớ, sự nhớ chắc, không lơ đãng không quên. Niệm tức là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo, trong khi đó dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với niệm xứ. Phích khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? Phích khú trong Phật giáo nầy tu tiến theo thiền siêu thế. Cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đặng trừ tà kiến. Hầu chứng bực ban sơ. Tĩnh ly chưa dục đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc xanh từ định mà hành nan đắc trì, vẫn thường quán thấy thọ trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự thường nhớ, tránh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ, còn những pháp ngoài ra tương ưng với niệm xứ, phích khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế. Cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đẳng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ. Tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm. Tứ, hỉ, lạc xanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy tâm trong tâm trong khi nào thì niệm hay sự thường nhớ, tránh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo, có trong khi ấy dù cách nào như thế gọi là niệm xứ những pháp ngoài ra tương ưng với niệm xứ phích khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp ra sao phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đẳng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền hiệp với tầm tứ hỷ, lạc xanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn thường quan thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm, sự thường nhớ đẳng, tránh niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo đều có trong khi đó. Như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm xứ. Trong những pháp đã kể mà niệm xứ là chi. Phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm. Tứ, hỷ, lạc xanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm, sự thường nhớ, tránh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo đều có trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ, những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm xứ tứ niệm xứ một là phích khú trong tông giáo này vẫn thường quán thấy thân trong thân. Hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ. Ba là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm. Bốn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp. Phích khú vẫn thường quán thấy thân trong thân ra sao? Chấm, phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế. Cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đẳng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chưa dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc chỉ trong khi nào thì xúc, vô phóng giật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. Bực tĩnh ly chư dục chứng sơ thiền thành dị thục quả do tu hành chất chứa thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc chỉ bằng trùng tiêu diệt do quán kiến thân trong thân đắc trong khi nào thì niệm hay. Sự nhớ đặng, tránh niệm, niệm giác chi, chi của đạo liên quan trong đạo vẫn có trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ, còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm xứ. Phích khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? Chấm, phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế. Cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đẳng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chưa dục, chứng sơ thiền mà hành nan đắc chỉ trong khi nào thì xúc vô phóng giật có trong khi ấy bực tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền bằng dị tục quả do thiền thiện siêu thế đã tu hành tiến hóa chứa để vẫn hành nan đắc trì bằng trùng tiêu diệt do quán thấy thọ trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự thường nhớ đặng tránh niệm niệm giác chi chi của đảo liên quan trong đảo có trong khi đó như thế gọi là niệm xứ còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với niệm xứ. Phích khú thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phích khú trong tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế. Cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt giáo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc chỉ trong khi nào thì xúc, vô phóng giật có trong khi ấy. Đây là chư pháp thiền. Phích khú thường quán thấy Pháp trong Pháp ra sao? Phích khú tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền thành dị thuộc quả do thiền thiện siêu thê đã tu hành tích chữ mà hành nan đắc trì thuộc trùng tiêu diệt do quán thấy Pháp trong Pháp trong khi nào thì niệm. Hay sự thường nhớ đẳng, cũng là tránh niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong khi ấy. Còn những Pháp ngoài ra tương ứng với niệm xứ dứt phần chia theo diệu pháp tứ niệm xứ c niệm xứ phân tích phần vấn đáp một là phích khú trong tông giáo này vẫn thường quán thấy thân trong thân có tinh tấn đặng lương chi có niệm đè nén đặng tham ác và yêu nơi đời hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ có tinh tấn đặng lương chi có niệm hạn chế đặng tham ác và yêu nơi đời ba là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm có tinh tấn, đẳng lương chi, có chánh niệm hạn chế được tham ác và yêu nơi đời. bốn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp có tinh tấn, đẳng lương chi, có niệm hạn chế đẳng tham ác và yêu nơi đời. vấn theo đầu đề tam vấn theo đầu đề nhị trong tứ niệm xứ mà niệm xứ nào thành thiện, niệm xứ nào thành bất thiện, niệm xứ nào thành vô ký niệm xứ nào thành hữu y, niệm xứ nào thành vô y. Đáp theo đầu đề tam, tứ niệm xứ thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. Tứ niệm xứ thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. Tứ niệm xứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. Tứ niệm xứ thành phi thủ phi thành thủ tứ niệm xứ thành phi phiền toái và phi cảnh phiền não tứ niệm xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có thành vô tầm hữu tứ cũng có thành vô tầm vô tứ cũng có tứ niệm xứ thành đồng xanh hỉ cũng có thành đồng xanh lạc cũng có thành đồng xanh xạ cũng có tứ niệm xứ thành phi sơ đảo và ba đảo cao tuyệt trừ Tứ niệm xứ thành phi hữu nhân phi sơ đảo và phi ba đảo cao tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành nhân đến niết bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến niết bàn cũng có. Tứ niệm xứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. Tứ niệm xứ thành vô lượng. Tứ niệm xứ thành cảnh vô lượng. Tứ niệm xứ thành tinh lương. Tứ niệm xứ thành chánh nhất định cũng có thành bất định cũng có. Tứ niệm xứ thành đạo là cảnh. Tứ niệm xứ thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trường cũng có. Không thể nói thành đạo là nhân hay thành đạo là trường. Tứ niệm xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. Tứ niệm xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có không thể nói thành chi cảnh quá khứ, thành chi cảnh vị lai, vẫn thành chi cảnh hiện tại. Tứ niệm xứ thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại phần cũng có. Tứ niệm xứ thành chi cảnh ngoại. Tứ niệm xứ thành bất kiến vô đối chiếu. Đáp theo đầu đề nhị. Y ngắn, đáp phần trùng nhân. Tứ niệm xứ thành phi nhân. Tứ niệm xứ thành hữu nhân. Tứ niệm xứ thành tương ưng nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương ưng nhân. Tứ niệm xứ thành phi nhân hữu nhân. Y, đáp phần nhị đề đỉnh. Tứ niệm xứ thành hữu duyên. Tứ niệm xứ thành hữu vi. Tứ niệm xứ thành bất kiến. Tứ niệm xứ thành vô đối chiếu. Tứ niệm xứ thành phi sắc. Tứ niệm xứ thành siêu thế. Tứ niệm xứ thành có tâm biết đặng. Tứ niệm xứ thành có tâm không biết đặng. Y y, đáp phần trùng lậu. Tứ niệm xứ thành phi lậu. Tứ niệm xứ thành phi cảnh lậu. Tứ niệm xứ thành bất tương ưng lậu. Tứ niệm xứ không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu tứ niệm xứ không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. Tứ niệm xứ thành bất tương ưng lậu phi lậu. X, V, 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 I, X, X. Đáp phần trùng triền, tứ niệm xứ thành phi triền, tứ niệm xứ thành phi phược. Tứ niệm xứ thành phi bộc, tứ niệm xứ thành phi phối, tứ niệm xứ thành phi cái, tứ niệm xứ thành phi khinh thị. Tứ niệm xứ thành hữu cảnh. Tứ niệm xứ thành phi tâm. Tứ niệm xứ thành sở hữu tâm. Tứ niệm xứ thành tương ưng tâm. Tứ niệm xứ thành hòa với tâm. Tứ niệm xứ thành có tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành đồng sanh tồn với tâm. Tứ niệm xứ thành tùng tâm thông lưu. Tứ niệm xứ thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành hòa xanh tồn và nương tâm làm sở xanh tứ niệm xứ thành có tâm làm sở xanh thông lưu và hòa với tâm tứ niệm xứ thành bên ngoài tứ niệm xứ thành phi y sinh tứ niệm xứ thành phi do thủ si 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 đáp phần trùng thủ tứ niệm xứ thành phi thủ tứ niệm xứ thành phi phiền não tứ niệm xứ thành phi sơ đảo tuyệt trừ tứ niệm xứ thành phi ba đảo cao tuyệt trừ tứ niệm xứ thành phi hữu nhân sơ đảo tuyệt trừ tứ niệm xứ thành phi hữu nhân ba đảo cao tuyệt trừ tứ niệm xứ thành hữu tầm cũng có thành vô tầm cũng có tứ niệm xứ thành hữu tứ cũng có thành vô tứ cũng có tứ niệm xứ thành hữu hỷ cũng có thành vô hỷ cũng có Tứ niệm xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. Tứ niệm xứ thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. Tứ niệm xứ thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. Tứ niệm xứ thành phi dục giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi vô sắc giới cũng có. Tứ niệm xứ thành bất liên quan luân hồi. Tứ niệm xứ thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. Tứ niệm xứ thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Tứ niệm xứ thành vô thượng, tứ niệm xứ thành vô y, chỉ có bấy nhiêu, dứt phần ngũ vấn đáp, đầy đủ niệm xứ phân tích.